Đẹp quá, đẹp quá. Dạ, ai cũng vui hết đó cô. Mà cô này năm nào cũng tặng quà hết trơn à. Dạ, con cảm ơn cô nghe. Ủa, em sao vậy? Ngày mai là Noel rồi mà không ai tặng quà cho em hết trơn á. Vậy em thích gì để chị tặng cho? Thôi không còn đâu. Em thấy trên tivi á, nhà nào cũng có cây thông Noel hết trơn á. Nhưng mà sao giờ mình không có ta? Thì chắc tại là ông không thích cho nên ông không có chưng cây thông thôi. Nếu như có thì chắc đẹp lắm hả chị? Vừa to nè, nhỏ cũng được, đẹp quá. Nè, cô lại nhớ nhà phải không? Tại vì Noel mà cô. Có phải lần đầu tiên đón Noel xa nhà phải không? À, xin lỗi nghe, cô có điện thoại. Dạ cô nghe, cô nghe. Dạ alo. Lan Tha, anh có quà Noel cho em đây. Thôi khỏi đi, tôi có thích Noel nuôi ít gì đâu. Thiệt hả? Nhưng mà tôi cũng muốn đi chơi Noel cho biết với người ta đó. Noel là mình phải ra trường chơi, đúng không? Vậy nó mới lãng mạn chứ. Mấy đứa nhỏ nhà này đi ra ngoài chơi hết rồi, tụi nó còn tổ chức một bữa tiệc overnight nữa đó. Hay là hai đứa mình cũng tìm một chỗ nào đó lãng mạn đi chơi overnight luôn nha ông. Đúng rồi, Noel là mình phải ra đường chơi và chơi suốt cả đêm. Vậy đi nha. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Hả? Wow, chị ơi, mấy này là gì vậy? Wow, ở đâu ra vậy chị? Thì mấy cái này chị lượm đó. Làm cây thông bằng mấy cái này hả? Ừ. Mà làm kiểu gì vậy? Em làm ngôi sao đi. Ngôi sao dễ á, chỉ cần lấy cái này quấn lại là xong rồi. Còn chị sẽ làm hộp quà. Chị, sao không còn gì ăn trơn vậy? Ủa, hai chị em mày đang làm cái gì vậy? Nam Chi nè, bạn có muốn trang trí cây thông với tụi mình không? Gì? Trang trí cây thông hả? Mấy cây rác này mày cũng thích hả? Ờ mà cũng đúng rồi, chỉ có mày á mới thích những mấy cái cây rác rưởi như thế này thôi. Merry cây rác mất. Nè, em không làm chung á thì đi ra ngoài đi, chút xíu chị xuống chị nấu đồ ăn cho. Bộ chị tưởng á em thích ở đây lắm không bạn? Ba ơi, ba làm cái thông Noel với con đi. Để sao đi con? Ủa? Sao bữa nay đi làm về sớm vậy? Hôm nay là Noel mà. Ai không biết Noel? Noel thì có gì đâu. Em thay đồ đi rồi mình đi chơi. Thôi đi, lễ lộc là ngày em làm biếng nhất luôn á. Ra đường đông đúc kẹt xe rồi khói bụi mệt mỏi lắm. Thôi mà đi đi. Anh có một món quà này dành tặng cho em, bảo đảm em sẽ bất ngờ cảm động muốn khóc luôn. Quà gì vậy? Tèn tèn. Cái gì vậy? Voucher của khách sạn Wishroom đó. Xong rồi. Yeah, đẹp quá à. Bây giờ mình mở đèn màu lên á, còn đẹp hơn nữa đó. Vậy chị mở đi.
Ừ, bây giờ chị qua chị tắt cái đèn phòng rồi em bấm cái nút này giùm chị nha. Dạ. Nút này hả chị? Ờ. Nè, 1, 2, 3, lên liền. Ủa, sao kỳ vậy? Em mở thôi mà. Để chị coi coi, chắc là nó bị hư cái gì rồi á. À, lấy giùm chị cái vít nha. Dạ. Ôi, em chào anh Huy. Ủa, em đi đâu hả? Dạ, không có gì. Ồ. Ồ, cậu cần lấy gì hả? Cây thông Noel hả? Đẹp quá chị ơi. À, hai chị em tôi làm hả? Đẹp quá. Mà cái đèn này không biết nó bị cái gì nữa mà nãy giờ mở không có lên nè. Cái đèn hả? Đâu để em coi cho. Cậu biết sửa điện nữa hả? Ừ, ba cái này đơn giản lắm. Tất cả nằm trong cái hộp này nè. Đó, bây giờ mở ra. Đó, nó nằm ở trong đây nè. Nói hồn mà. Chị ơi, này nè chị. Ừ, cảm ơn em. Đó, bây giờ mình xiết cái này lại. Đó. Rồi, chị tắt đèn đi. 1, 2, 3, lên đèn. Ủa? 2, 3, lên. Chị bật đèn lên lại đi. À, chắc là hồi nãy em siết chưa có kỹ. Để em siết kỹ ra. Rồi. Lại nha, lại nha. Lắc đèn đi. 1, 2, 3, lên. Ủa anh bật chưa vậy? 2, 3, lên. À, lên rồi kìa. Ủa cái này là đèn phòng mà. À. Mà nó bị sao vậy? Cái này nó cũng đơn giản lắm. Chị bây giờ chị cứ đi đâu chơi đi. Em cũng đi chơi luôn đi. Thì chừng nào xong em kêu cho. Vậy Tâm Anh đi với chị nha. À. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. La 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 la. Lại có cái thằng cao kiều này nó đi theo nữa. À, xin lỗi ông nha, ông chờ lâu chưa? À, không sao, bà ngồi. Ở bên ngoài kẹt xe quá cho nên cô cháu tôi mới đến trễ đó. Dạ, chúng mình nhắn xin mình sẽ tấu hài. Cái thằng khỉ này, sao lại đi chung? Không có ý tứ gì hết. Ở nhà đó mấy đứa nhỏ đi chơi hết rồi, chỉ còn có Juliet ở lại một mình. Cho nên tôi mới rủ nó đi chung đó. Ông có ngại không vậy? Không, không hề ngại, có Julian cũng vui mà. Julian, Merry Christmas. Cảm ơn mình chơi tao hài. Dạ. Mọi người cái món trước nha, tôi xin lỗi một chút. À. Ở đây trang trí cũng đẹp quá ha bác tao hài. Đẹp rồi sao? What? Có biết thế nào là lịch sự không? Hả? Chỗ người ta hẹn hò mà cứ đi theo rồi làm kỳ đà cản mũi. Nếu cảm thấy ai này, về yeah, muốn đi đâu thì đi. Ok. Dạ. Mình chơi tao hài. Có xin lỗi mấy chị tao hài. Merry Christmas, Monsieur. Yeah. Người không ý tứ gì hết. Nè, quên đồ. Ủa. Ủa. Julian đâu rồi ông? À, có việc bận đi gấp rồi. Lẽ ra trước khi đi phải nói với tôi một tiếng chứ. Ờ, cái thằng kỳ thật. Ủa, ông xem quà chưa? Quà của bà hả? Không, quà Julian đặc biệt làm riêng cho ông đó. Cái gì? Của Julian à? Ừ. Monsieur Hai, đối với con thì Monsieur Hai chính là daddy người Việt Nam của con đó. Merry Christmas. Trời ơi, sao mình lại tệ như vậy? Ờ, xin lỗi quá. Julian, à, khoan, đừng đi. Bây giờ về, bây giờ. Không, bây giờ con vô ăn với bác. Bác xin lỗi. Coi như bác lỡ lời đi. Hồi nãy bác hơi quá, bây giờ vô ăn với bác nghe. Dạ có thiệt là bác muốn con vô không? Chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ tối nay có cái tiệc overnight. Trước khi trời sáng là không ai được về hết. Rõ chưa? Dạ. Yeah. Sao không được vậy ta? Ê! Trai ơi!
Chị ơi cháy rồi chị ơi. Chạy ra coi. Chị ơi cháy rồi chị ơi. Em đói bụng hả? Em ăn đỡ này nha. Thôi đi, mệt muốn chết mà giờ này ăn gói cuốn. Nhưng mà dù gì đi giày anh thấy cũng là kỷ niệm mà. Kỷ niệm bực bội hả? Em đã kêu ở nhà đi không chịu, đã nói là đi ra đường là kẹt xe không có nhúc nhích gì được mà ra đây khói bụi không. Bực mình quá à. Kỷ niệm bực bội thì có. Biết rồi thì em xin lỗi rồi. Ráng đi, chút xíu nữa thôi hai vợ chồng mình sẽ được tận hưởng một đêm quyết rum rồi. Coi kìa. Hả? Nguyên cái cọng rau dính cái răng kìa. Cái gớm quá đi à. Rau dính hả? Đặt, rau đặt. Thấy à, thấy à. Lắc lư cái đầu là lắc lư cái đầu. Ồ sao hoa không lắc? Ông sao không lắc là lá. Cuối cùng có chịu cười rồi nha. Lắc cái đầu là lắc cái đầu. Nè ăn đi, ăn cho con đi. Để cho con đi mà. À đâu. À. Ủa? Sao nó là bây giờ hai người ra ngoài đi. Em muốn tạo bất ngờ mà. Coi chừng cái tay, coi chừng cái tay. Con Nguyên ơi. Anh Nguyên. Rồi. Ta da da da. Đẹp quá. Em cảm ơn anh nhiều. Đâu có gì đâu. Đẹp quá. Đẹp ha. Chơi nè. À, lại đi chơi nè. Dạ thôi được rồi. Tâm Anh à. Hả? Gì vậy? Mày có muốn chơi búp bê với tao không? Bạn chọc mình đó hả? Không, tao không có chọc đâu. Nếu mà mày thích chơi thì mày vô phòng tao mà chơi. Không thì thôi. Sao hôm nay bạn tốt với mình quá vậy? Tại vì Noel tao mới cho mày chơi thôi đó nha. Ơ nè, đợi mình với. Cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì đâu cảm ơn. Ủa sao mặt chị buồn vậy? Chị đang nghĩ gì hả? Ừ. Đâu. Đâu có gì đâu. Ừ. Mà cậu biết không, khi mà tôi lên cấp 2 á là mẹ tôi mất rồi.
Nếu chị mệt thì